Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay cũng gần cuối năm rồi thì bên em cũng bán thanh lý một số máy, giá nó cũng cực kỳ hợp lý đến các bác cùng tất cả anh em trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay bên em giới thiệu cho các bác hai con Jim này, một con Suzuki Smart nhé, hay là Suzuki Viva đấy, không nhớ rõ, và một cục Phil Neo nhé. Phil Neo máy Phil Neo GP các bác nhé, GP đời 2006. Rồi thì em giới thiệu sơ qua, sau đây thì bên em sẽ đi chi tiết nhé. Thì trực tiếp hai số điện thoại mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883. Anh em mua hàng có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhé. Anh em mua hàng anh em có thể kết nối Zalo, hoặc là bên em có mã và giá tiền nhé. Anh em mua được con nào anh em có thể chốt cho em con đấy trên số điện thoại này. Đấy thì anh em cứ alo số điện thoại cho bên em là bên em sẽ cho các bác nhé. Rồi đầu tiên thì bên em giới thiệu các bác con Phil Neo GP, con này zin nguyên bản 100% nhá, nhưng con này em mua được rẻ thì em bán rẻ cho các bác nhé. Con này giá của nó sẽ là vào 5 triệu nha các bác nhé. Đấy, máy màu xám, con này cốt máy đẹp này. Đấy, cốt máy đẹp, con này là ý là người ta bị con này nó mất giấy tờ nhá. Đấy, xe người ta đang đi người ta mất giấy tờ không cấp lại được. Con Phil Neo màu xanh, máy Future Neo GP tem GP nha các bác nhé. Đấy, con này C30, giá của nó 5 triệu bớt các bác 200 để các bác thay dầu nhé. Những con ốc này nó khá là đẹp. Đấy, máy cực kỳ đẹp nhé, máy zin đẹp, máy lỗ bao êm nhé, có clip tép nhé, thì có clip tép lỗ thì anh em có thể xem qua. Đấy, chế chiếc zin đẹp đẹp ngon lành cành đào các bác nhé. Đấy, Honda. Đấy, con này thì dây điện nó cũng không được đẹp lắm các bác nhé. Con này thì nó vào Icelo nha các bác nhé. Và được con nạp này. Con nạp mua mới là con nạp này cũng vào tầm 700 nghìn các bác nhé. Đấy, đây là nó ấy được nha các bác nhé. Đây, thì con này giá của nó 4,8 triệu đó. Đấy, anh em mua là anh em chốt con này nhé. Đây, Isuba này, chế zin nhé. Toàn bộ máy móc lỗ in đét các bác nhé. Máy móc lỗ in đét luôn. Anh em mua được anh em chốt con này nhé. Đấy, C30 giá 4,8 triệu. Rồi tiếp theo em giới thiệu con thứ hai, con Suzuki Viva. Đấy anh em, cái con này thì nó cái mã máy nó giống như nhau, đời cao và đời thấp nó cũng như nhau cả, thì nó cũng lắp cùng form của Suzuki các bác nhé. Con này thì con này là mã C31 giá 1,6 triệu nhá. Em có bớt cho các bác 100.000 tiền đổ dầu. Đấy, cốt máy đẹp, máy thì bảo lổ bao êm nhá các bác nhé. Đây Suzuki, máy zin đẹp luôn. Đấy, máy cực kỳ đẹp nhá, chế Mikuni. Đấy, chế xịn theo xe nhé. Đấy, tất cả đều zin hết. Đấy, máy móc bên em lỗ bao êm nhá, bao êm bao khoái, đồng hồ ET11 nhá. Đấy, máy Suzuki chính hãng này. Con này anh em lắp cho anh em có thể lắp cho con gì nhỉ? Viva Smart. Đấy, thì anh em đều lắp được hết nhá. Thì con này có nhiều lúc có con máy đen, con máy trắng, nên là nhiều lúc anh em tháo ra em cũng không biết là tháo từ con Viva hay từ con gì ra. Để anh em mua anh em cảm thấy ok thì anh em mua có 1,5 triệu thôi. Đây kèm theo con nạp này, con IC nhầm, con nạp tàu, mua bên sườn này. Đấy, đây thì theo ba thứ đấy thôi. Còn máy móc thì bên em vẫn cam kết các bác lỗ êm không khoái nhá. Đấy, anh em mua được có 1,5 triệu thôi. Máy móc bao zin này, đấy, côn zin này, điện zin này, vách rưỡi chơi trẻ nhá, đầu bò này, đầu bò xịn nhá, đầu bò mới hơi đây, chưa ra nha các bác nhá. Đấy, còn nếu mà hơi đã ra rồi kiểu gì ở đây cũng có keo nha các bác nhá. Đấy, kiểu gì cũng có keo. Con này đầu bò zin nhá. Đấy, con này quá ngon, với cái mức giá tiền quá là hợp lý, 1,5 triệu đồng bao cả ship rồi. Đấy, anh em thấy quá hợp lý không? Rồi tiếp theo bên em giới thiệu Super Dream. Đây, con này thì đúng là một tháng này là bên em chưa tuyển được con rim này. Đấy, con này thì là mới tuyển được đây anh em này. Đây, con này zin nhá. Từ. Con này mã C32 nhá. C32 giá 6,3 triệu. Đây, con này là đời 2011. Đấy, anh em nhìn này. Hôm nọ có nhiều anh em chia lại hoặc là em đi tìm những cái con máy, thật sự các bác là những cái đầu bò nó vặn toét hết này, không còn zin nữa. Những con zin thì nó đòi cao lắm, nên là bên em không nhập được. Cái mức giá để bán ra em chỉ lãi độ đôi 300.000, gọi là có tí công thôi, chứ còn
không 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 bán cao được, cao là mãi em không bán được. Đấy, cốt máy đẹp nhá. C32 giá 6,3 triệu, có bớt các bác 100.000 đổ dầu. Đây. Củ đề đây. Củ đề zin nhá. Chế khí xịn này, ken hin xịn nhá. Đấy. Tất cả mọi thứ đều là ok, ngon lành, cành đào hết các bác nhá. IC con nạp, cần đạp, cần số, dây điện đầy đủ hết nha các bác nhá. Đấy. Con này thì máy móc lỗ bao im, không khói, không vọng hú gì nhá. Đồ tất cả đồ đều bao zin hết. Đây, dưới đáy đây. Đấy, còn rất là ngon đâu các bác nhá. Rồi, cái này thì video này em quay sơ qua đây. Các bác nào mua thì bên em có mã và có giá tiền nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con Zim đời 2012. Con này củ đề thay nhá. Anh em thích thay củ đề xịn thì bên em thay củ đề xịn nhá. Củ đề mới Mitsuba xịn nhá. Con này là mã bao nhiêu? C33 nhá các bác nhá, C33. Con này giá có 5,8 triệu này, bớt các bác 100 còn 5,7 triệu. Con này nó bị chóc, sơn nó chóc, đời cao nhưng sơn chóc. Đấy. Còn về anh em muốn thay xong cái lốc sang là được. Con này bao zin các bác 100% nhá. Đây, anh em nhìn đầu này. Quá tuyệt vời luôn. Đồ quá đẹp luôn các bác nhá. Mỗi tội sơn nó chóc. Đấy. Sơn nó chóc thôi, còn tất cả máy zin hết đây. Cái dòng từ 21 là nó hay bị chóc sơn này. Đấy, các bác nhá. Hay bị chóc sơn này, cốt máy cực kỳ đẹp nhá các bác nhá. Cốt máy gần như 100%. Anh em về chỉ việc đổi củ đề, hoặc là anh em muốn mua thì bên em sẽ vào cho các bác củ đề thì giữ nguyên giá 5,8 triệu. Còn nếu anh em mua thì em bớt cho các bác 105,7 triệu. Đấy, máy thì cực kỳ ngon này. Máy lỗ bao êm, không khói, không hú nhá. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nếu anh em thích bắn cát nước, bên em bắn cát sạch nước sạch bóng luôn cho các bác nhá. Thì nó về gần như là mới, về các bác bắn gần như mới. Bên em đang có máy bắn cát lước cực kỳ đẹp luôn. Bắn cái lúc máy nó sáng gần như mới, nó bắn sáng như cổ ấy luôn này. Đấy, sáng như cổ ấy luôn. Đấy. Rồi, con này là C33 giá 5,8 triệu đồng nha các bác nhá. Anh em nào có xem được video này, anh em cho một nút like, nó đăng ký kênh thì sau này anh em có xem video lại nó dễ nhá. Đây, dây điện của nó đầy đủ hết nhá. IC con nạp, con đạp, con số đầy đủ, chế hơi khí đây. Đây, chế hơi khí ken hin này. Đấy, đầy đủ hết các bác nhá. Rồi, em kết thúc video đây. Chào tất cả các bác, tất cả anh em nhé.